Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, trong giờ lúc giải lao thì lên đây tâm sự cùng quý vị xoay quanh những câu chuyện mà những người bất chấp kiếm tiền trên mạng xã hội, dĩ nhiên là những người mà luôn luôn tìm cách trù dập cháu Hồ Văn Cường, chẳng những vậy xoay qua luôn cả những người đang bảo vệ ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường, thì những người này cũng không tha, họ vẫn tìm đủ mọi cách, có thể nói như là vạch lá tìm sâu, và làm như thế nào để hạ uy tín tất cả mọi người. Tôi không biết là FC Xanh Đọt Chuối và cháu Hồ Văn Cường cũng như Bầu Thủy và Ngọc Sơn hay là Sơn Hà có những cái mối tư thù giữa họ hay không, mà cái cậu này theo như khán giả đã đặt biệt danh là cũng không được cao lắm và tầm nhìn cũng rất là hạn hẹp, nhưng có một cái miệng lúc nào cũng rất là ba hoa và nổ năng. Mà như vậy mà lại nói FC của cháu Hồ Văn Cường là những người nổ năng làm những việc phản cảm. Như gần đây có một cô phụ nữ ở hải ngoại muốn gửi tiền về cho cháu Hồ Văn Cường nhưng không biết liên lạc như thế nào, thì nhờ như người đó tên là anh Khôi trong ban tổ chức của FC có thể liên lạc để cô ta có thể gửi quà về giúp cho cháu Hồ Văn Cường. Thì người này lên trên mạng với một cách dè biểu rằng là anh Khôi làm thế nào để gửi tiền về, nhái giọng phụ nữ cũng nhái không xong, mà anh ta nhái giống như là một người đàn ông mà không phải nữ không phải nam. Nếu mà nói ra giống như BD, mà nói ra BD gì cũng tội những người BD. Đây người ta, mặc dù người ta là thân hình như vậy nhưng tâm hồn người ta khác và người ta ăn nói cũng chừng mực. Chứ không phải như cậu này vừa nam không ra nam mà nữ không ra nữ khi nhái giọng một người có lòng để ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường. Và cậu ta còn nói rằng tại sao không lên Messenger nhắn tin cho nhau, cần gì phải lên Facebook, đâu phải ai cũng biết những cái công nghệ đâu, phải không các bạn. Và hơn nữa Messenger thì cũng phải làm bạn với nhau trên Facebook rồi mới nhắn tin với nhau qua được chứ, nếu mà chưa là kết bạn thì làm sao nhắn tin qua lại. Như vậy thì chúng ta đã thấy cái tầm nhìn của cậu này, cái công nghệ cũng đã biết như thế nào rồi, nó cũng viễn thị lắm. Vâng, thì gọi cho Sơn Hạ là nhạc sĩ xuống núi và dùng những câu cảm thấy phản cảm. Rồi cho rằng Bầu Thụy có hai đội bóng đá không được nổi tiếng nhưng phải nhờ vả vào cái trend này để được nổi tiếng. Như vậy cậu có nhờ cái trend này để nổi tiếng hay không? Hay là cậu chỉ bám ăn theo mà thôi? Có phải con... cậu có bu phem hay không vậy? Bao nhiêu tháng trời nay cậu lên đây với gương mặt cười khinh khỉnh, có vẻ là khinh đời, và chỉ biết chửi môi móc. Bữa hổm tôi đã thấy là cậu đã chửi FC Xanh Đọt Chuối là những người vô văn hóa, vô đạo đức, không có nghĩa tình này kia nọ, rồi đến bây giờ vẫn gọi cháu là cháu Cường ấy là người mà vong ân bội nghĩa, đã làm những cái gì mà đó phản bội lại với lại cố ca sĩ Phi Nhung. Nhưng mà cậu ta không có đưa ra bằng chứng, chỉ nói bằng miệng. Lúc nào bên kia cũng vậy, tất cả đều chỉ nói bằng miệng nhưng mà không có một cái bằng chứng nào hết. Nếu không có một cái bằng chứng nào hết, đó chỉ là một cái giả thuyết, mà giả thuyết đó không đúng thì chúng ta gọi đó là sự vu khống, phải không các bạn ha. Tôi cũng mong rằng nhiều người sẽ lưu giữ lại những cái này, và nếu mà chúng ta cảm thấy người bạn này vu khống nhục mạ cháu Hồ Văn Cường và những người FC Xanh Đọt Chuối thì chúng ta có thể report, chẳng hạn như là ở bên góc bên phải này đó, thì chúng ta có cái ba chấm, chúng ta có thể bấm vô đây thì 1, 2, 3, 4 phần số 4 thì nó có đề là báo cáo. Chúng ta bấm vô trong đó thì có cái chính cái để chúng ta báo cáo. Chúng ta phải báo cáo đúng sự thật nha. Ở bên đây tôi chỉ nói là mình chỉ báo cáo những gì mà họ vu khống mạ lị hay nhục mạ đặc điều mà thôi. Còn mà những cái mà không có đó mà thì chúng ta không nên làm. Tại vì
chúng ta làm người thì chúng ta cũng phải có đạo đức, cũng phải có văn hóa một chút xíu, chứ không phải cái gì mà cũng phải giống như cái cậu này và những người bên kia, cái gì cũng phải nhục mạ người ta, cũng phải bị chuyện đặt điều, cái đó là không đúng. Để mình nghe những gì cậu này nói các bạn ha, chứ các bạn đừng nghe, các bạn nghe phải uống thuốc trợ tim hoặc là cao huyết áp mới được. Cậu ta nói trong một câu chuyện nào, bất cứ cái gì đó thì phải có đầu có đuôi, và con người phải có cái nết. Và nói tới cái cô Ngọc Lệ, hình như cô Ngọc Lệ là bên FC xanh đọt chuối của cháu Hồ Văn Cường, và nói cô Ngọc Lệ này không có nết, mất nết, cho nên cái đẹp nó không ăn thua gì hết, vì cái nết nó là lấn át cái đẹp rồi. Tôi cũng có kỹ lại khi mà cậu này nói chuyện thì chắc có cái nết nhiều quá nè. Cái nết trên gương mặt nè, cái nết trong ánh mắt nè. Nhìn không ai nhìn kiểu mà nó nửa xa vời và nửa gần. Còn cái môi thì lúc nào cũng cười khinh khỉnh. Nó biểu tượng lên một cái câu chuyện là chỉ biết soi mói người khác, mà một đống rác trên đầu mình lại không biết. Và chỉ biết vạch lá tìm sâu những câu chuyện mà thật sự ra một người đàn ông như cậu cũng không nên nói những lời kém văn hóa đối với một người phụ nữ như vậy. Sau khi chúng ta đã nghe cái nhạc phẩm Cổng Mẹ của nhạc sĩ Sơn Hà, tại sao chúng ta không thể nào nói một cách cho nó công tâm và cũng như là gọi người ta bằng nhạc sĩ Sơn Hà, chứ không phải là gọi là nhạc sĩ xuống núi. Nó giống như là một cách dè biểu phải không quý vị ha. Rồi hơn nữa, bài Cổng Mẹ nó đã đạt mốc đứng hàng thứ tư trong những ngày qua, và hàng triệu triệu người đã xem rồi. Cái sự ghen ăn tức ở của bên kia nó càng thổ lộ lên cái ánh mắt, và chúng ta nhìn đôi lúc một người điềm tĩnh điềm đạm mà nghe các bạn nói một hồi người ta cũng nổi nóng lên nữa. Ông Phật cũng phải biết giận nữa. Tôi không ngờ giữa cuộc đời 4.0 với sự ra đi của nhiều người trong cơn đại dịch này như vậy, đáng lẽ chúng ta phải đến với nhau bằng tình thương yêu, chứ không phải là bằng sự căm thù, căm ghét. Có một số người tôi thấy kiếm tiền bất chấp, như cậu trẻ này. Cậu trẻ này thì cũng lành lặn tay chân, tại sao không đi kiếm một cái công việc làm nào đó cho đàng hoàng, tử tế, mà cứ lên trên mạng xã hội hàng ngày chửi bới người này, chửi bới người kia bằng những câu từ đôi lúc nhẹ, đôi lúc thì cũng không chấp nhận được thì cũng vậy. Mà có đôi lúc á, cậu ta dùng những danh từ phải nói thật sự là không còn văn hóa, không còn gì nữa, để dành cho một người lớn tuổi hơn mình. Mình có thể kêu người ta bằng anh, cha, chú. Đối với lại nhạc phẩm Cổng Mẹ thì chúng ta cũng đã thấy rằng sự thương yêu và ủng hộ của khán giả rất là nhiều. Nhưng mà cậu trẻ này thì lại dùng một cái danh từ khác khi mà nói đến nhạc sĩ Sơn Hà và Cổng Mẹ, thì nói rằng Cổng Mẹ đi đâu, Cổng Mẹ vô nhà thương, Cổng Mẹ cái này cái kia cái nọ. Thật sự mà nói đó các bạn ơi, nghe họ nói á, chúng ta nghe không nổi đâu. Nghe một chút xíu thôi thì được, nghe chút xíu nữa tụt máu lên tăng sông liền á. Tại sao họ có thể suy nghĩ ra được những danh từ đó để dùng cho cái đẹp? Tại sao không dùng đầu óc của mình, thời gian của mình để làm những
cái chuyện không đẹp thành cái đẹp có phải tốt hơn không các bạn ha? Ý của mình muốn là tại sao không làm suy nghĩ và làm những cái việc nó tích cực hơn trong xã hội, tại sao lúc nào cũng phải gây ra những cái chuyện mà căm ghét lẫn nhau, rồi chửi bới người khác, rồi đem những chuyện có thì nói không, không nói cho có. Mặc dầu biết là kiếm tiền trên YouTube á, cũng khá, nhưng mà đâu có cái những cái drama này á, đâu phải là nó nuôi dưỡng mình cho đến muôn đời đâu. Rồi cái tiếng tăm của mình á, người ta sẽ nhớ mãi. Người ta sẽ nhớ thời gian đó con người này đã làm những gì, những gì, những gì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc các bạn cũng không bao giờ hối hận đâu. Vì các bạn đã chọn cho mình một con đường này để đi. Một con đường mà những người yêu mến chân thiện mỹ không bao giờ chấp nhận được. Các bạn cứ nói là Hồ Văn Cường là một đứa con bất hiếu cho nên không thể nào hát bài cõng mẹ được. Những người mà ghét cháu Hồ Văn Cường ấy, tôi nói thiệt chỉ có 10 mà người thương lại 100. Nếu mà người ghét 100 thì người thương lại hàng ngàn hàng vạn. Chúng ta chỉ lấy cái số đông thì chúng ta đã biết sự thật nằm nơi đâu rồi. Nếu mà các bạn nói Hồ Văn Cường như thế này thế nọ, đánh mẹ, đá mẹ, giục quần áo mẹ ra ngoài đường thì các bạn chứng bằng chứng đi. Nếu các bạn làm được đó, chúng tôi rất cảm ơn các bạn luôn. Những cái bằng chứng đó là hữu hiệu nhất nếu mà có. Nhưng các bạn không có. Các bạn chỉ lên đây để vu khống người ta mà thôi. Các bạn làm những chuyện gì thì các bạn tự hiểu trong lương tâm. Rồi sau đó các bạn lại kêu gọi người ta ủng hộ các bạn, kêu gọi lời từ thiện, kêu gọi khán giả mà hiện giờ người ta vẫn chưa nhìn thấy ra được cái chân lý. Nhưng mà trong tương lai, tôi tin chắc chắn rằng những video của bạn khi mà vu khống người ta, chụp mũ người ta với những cái từ ngữ vô văn hóa thì cũng sẽ có người lưu lại để gì? Để người ta lập vi bằng. Bây giờ rất rất nhiều người YouTube đã bị công an sờ gáy, kêu lên làm việc. Thì từ từ cũng đến các bạn mà thôi. Những YouTube mà làm việc không có công tâm mà chỉ lên chỉ biết chửi rủa, vu khống, nhục mạ. Đó là những việc làm của các bạn hàng ngày để kiếm tiền trên YouTube. Các bạn nói rằng bạn nói rằng Bầu Thị ngày xưa không có tiếng tăm gì hết, nhờ cái trend này người ta mới biết tiếng tăm. Tôi không hiểu được bạn đã người ta đã có hai đội bóng, công ăn việc làm của người ta như thế đó, mà bạn nói là người ta phải bám theo cái trend này để được tiếng tăm. Tôi nghĩ cái điều đó là bạn đã đánh giá chính bản thân của bạn rồi đó. Tại vì chính bản thân của bạn đã đu bám theo cái trend này kiếm ăn bằng cách là làm người ác. Vì có một số khán giả họ còn ngộ nhận, họ thần tượng cố ca sĩ Phi Nhung, cho nên họ cũng ghét lây em Cường. Và họ đã bị lợi dụng bởi các bạn dẫn dắt dư luận, đánh tráo khái niệm và làm cho người ta lầm tin là các bạn ủng hộ và thương yêu cố ca sĩ. Nhưng thật ra các bạn chả bao giờ có biết thương yêu với lại cố ca sĩ gì hết. Các bạn lên đây chỉ toàn là 10 phút, 9 phút, 11 phút nói cho đã nư, chửi cho đã sướng miệng rồi xong rồi các bạn sẽ đi xuống thôi. Chứ các bạn chưa có ra đem ra các bạn nói xấu người ta mà các bạn chưa bao giờ có một cái bằng chứng nào hết. Các bạn ủng hộ hay là các bạn nói là bên vực cho cố ca sĩ vì cố cái ca sĩ đã khuất rồi không có thể nào tiếng nói được, nhưng mà các bạn lập luận của các bạn cũng không thể thuyết phục của người đang xem các bạn trình diễn trên sân khấu mạng xã hội. Quý vị đừng có nghe nha,
để mình nghe được rồi, nghe nó bức xúc lắm. Ở nơi đây, cái cậu trẻ này đặt ra những câu hỏi để bầu Thụy. Tôi không hiểu là cậu có hiểu biết hay không, hay là cậu cố tình đánh bóng bản thân mình. Những câu hỏi của cậu không ai trả lời hết. Và hơn nữa, bầu Thụy không có thời gian để coi những cái video clip của những người bạn trẻ này đâu. Cậu ta hỏi bầu Thụy có biết rằng cháu Hồ Văn Cường cấu kết với người bên ngoài để hãm hại cố ca sĩ Phi Nhung. Hãm hại cái gì? Bằng chứng đâu, bạn cứ đưa lên đi. Những cái bằng chứng mà bạn nói rằng là mất đạo đức, một người lấy ân trả oán, thì bạn cứ đưa lên đi. Nếu có thực sự những điều đó, chúng tôi rất cảm ơn những cái gì mà gọi là bằng chứng hữu hiệu. Còn nếu mà các bạn chỉ biết nói và vu khống người khác thì đó là những lời bịa đặt vô căn cứ, nó là càng làm cho người ta càng chán ghét. Bạn thử nghĩ xem, mỗi ngày ra rạ bạn cứ lên đây 3 clip 4 clip, xong hết chửi Hồ Văn Cường, rồi quay sang qua chửi FC xanh đọt chuối, xong quay sang ra chửi bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn. Lợi ích về sự hiểu biết thì tôi không biết rằng nó có lợi ích gì cho bạn về sau không, nhưng mà trong hiện giờ thì tôi thấy rất nhiều người, nhất là khán giả đã quay xe và họ cũng bình luận và họ cũng trách cứ những lời ăn tiếng nói của bạn. Vì không phải đánh bóng tên tuổi của mình mà chỉ biết là lôi kéo khán giả để tạo cho mình một cái kênh mà gọi là ủng hộ cố ca sĩ đã khuất. Nhưng thật sự tôi nghe các bạn nói tôi cũng buồn cười, vì các bạn chẳng có bao giờ hiểu hai từ bảo vệ và công tâm. Thì làm sao các bạn lấy về sự công tâm cho cố ca sĩ Phi Nhung? Lấy ân trả oán thì trong vòng 6 năm cháu Hồ Văn Cường đi hát đây đó, những năm gần đây vì dịch bệnh 1-2 năm đó đó, show thì ít hơn những ngày trước, nhưng mà tính đi tính lại cũng hơn 300 show. Bao nhiêu tiền mà khi cháu bước ra khỏi nhà có bao nhiêu tiền trong tay? Nếu là con của các bạn có đồng ý như thế không? Ở nơi đây, ai là người lấy ân trả oán? Ai là người ăn cơm đập cái chén luôn, chứ đừng nói là ăn cháo đá bát. Mong rằng quý vị ở bên kia bình tĩnh, và quý vị xem video của hai bên thì dĩ nhiên có dư luận trái chiều với nhau. Quý vị hãy cố gắng ngồi xuống bình thản và nghe đi nghe lại. Tại sao cứ YouTuber bên kia là đánh, còn bên đây của cháu Hồ Văn Cường phải đỡ hoài cho cháu? Tại vì họ bức xúc và cảm thấy bất bình cho cháu Hồ Văn Cường mà thôi. Với điệu ngữ và giọng ngữ xảo biện này ha, rồi dùng hoạt ngôn của mình để trù dập một tài năng. Tôi không dám nói bằng hai chữ là tài năng của đất nước, nhưng cháu là có một giọng ca thiên phú. Chúng ta cần đào tạo, thương yêu và giúp đỡ cháu trong hoàn cảnh này. Nếu cháu là con người bất nghị vô hiếu thì tại sao chùa Hoằng Pháp có lời khen ngợi cháu khi đến đó không cần ồn ào này kia nọ, giống như bên Đức Hiếu này kia nọ đọc diễn diễn văn này kia nọ trong cái ngày mà sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung. Cháu âm thầm lặng lẽ đến đó đốt nhang và cầu siêu cho người mẹ quá cố, là người mẹ nuôi đấy. Còn ở nhà lập bàn thờ đốt nhang hàng ngày trong sự im lặng và bằng cái tâm của mình, thì ai là người có hiếu hơn?
Nếu mà đổi về hoàn cảnh các bạn nằm trong hoàn cảnh của Hồ Văn Cường đi, tôi dám cam đoan các bạn chưa làm được bằng phân nửa của cháu Hồ Văn Cường. Thì đừng lên trên mạng này với tuổi đời có hai mấy ba mấy tuổi mà dạy tất cả FC Xanh Đọt Chuối và khán giả bằng danh từ đạo đức, hiếu đạo và những danh từ khác, trong khi đó chính bản thân của các bạn phải nói thật sự khi dùng chữ đã vô văn hóa rất nhiều đối với những người lớn tuổi hơn mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng mình chia sẻ trong giây phút giải lao. Bây giờ mình phải trở vào làm việc và hy vọng rằng cái drama này nó sẽ sớm đi vào ngõ cụt để trả lại mạng xã hội những ngày bình yên năm tháng, và nhất là trả lại cho cháu Hồ Văn Cường cùng gia đình những tháng ngày vui tươi, bình an vì cháu đã đánh mất đi tuổi thơ của mình trong thời gian qua, phải không các bạn ha? Vâng, xin chào và hẹn lại các bạn trong một clip video lần sau.